Xin kính chào quý vị và các bạn. Tại video này, công ty nội thất châu Âu Panama xin trân trọng giới thiệu tới quý vị bản thiết kế không gian nội thất phong cách tân cổ điển của một biệt thự 250m² tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đại sảnh. Không gian đại sảnh được thiết kế theo phong cách nhà gỗ, với hiện trạng thông với các không gian khác qua hệ vòm ước lệ, được làm bằng gỗ tạo sự chặt chẽ, mang lại sự sang trọng, đẳng cấp. Tôn màu nâu ấm kết hợp trắng sáng giúp không gian vừa có sự ấm cúng, sang trọng vừa có sự nhẹ nhàng, tinh tế. Đối với không gian sảnh sẽ đặt một bàn hoa có hoa văn đục chạm tỉ mỉ và uyển chuyển thay như lời chào của gia chủ đến các vị khách. Phòng khách 1. Phòng khách thông tầng với thiết kế nhấn gỗ tại các diện chính, đặc biệt các kiến trúc sư nhấn mạnh vào diện tivi với sự kết hợp của gỗ, nu, veneer và kính hoa đồng tạo nên một bức tranh nổi bật. Và các ô huỳnh có sự kết hợp của nu, veneer tạo sự chuyển tiếp của vật liệu mang lại sự sang trọng và thời thượng. Tôn màu được sử dụng là nâu ấm kết hợp trắng sáng mang lại sự ấm cúng, tinh tế và sang trọng. Phòng khách 2. Phòng khách số 2 được thiết kế theo phong cách nhấn gỗ nhẹ nhàng, sang trọng kết hợp với yếu tố ánh sáng giúp không gian thêm phần lộng lẫy và hài hòa. Tôn màu được sử dụng là nâu ấm kết hợp trắng sáng mang lại sự ấm cúng, tinh tế và sang trọng. Đồ nội thất được lựa chọn có hình dáng mềm mại, nhẹ nhàng nhấn mạnh vào các bức tranh nu, veneer tạo điểm nhấn và tăng tính thẩm mỹ cho không gian. Phòng bếp và phòng ăn. Phòng bếp và phòng ăn được kiến trúc sư kết hợp tạo thành một không gian lớn được thiết kế theo phong cách nhấn gỗ sang trọng nhưng vô cùng tinh tế. Tôn màu được sử dụng là trắng sáng nhấn nâu ấm kết hợp với yếu tố ánh sáng và hệ thống cửa giúp không gian lộng lẫy, sang trọng. Đồ nội thất được lựa chọn kỹ lưỡng phù hợp với yêu cầu sử dụng và diện tích sao cho phù hợp. Ở đây, không gian được bố trí hai bàn ăn để có thể linh hoạt khi sử dụng. Hệ tủ bếp được tính toán theo phong thủy và nhân chắc học với ngôn ngữ thiết kế đồng bộ mang đến sự tiện nghi và sang trọng. Sảnh tầng 2. Sảnh tầng 2 được thiết kế theo phong cách nhấn gỗ nhẹ nhàng tạo sự xuyên suốt từ tầng 1 lên tầng 2. Không gian nhấn gỗ với hệ trang trí, hệ vòm ước lệ kết hợp với yếu tố ánh sáng giúp không gian sảnh thêm chặt chẽ, sang trọng. Phòng sinh hoạt chung. Phòng sinh hoạt chung được thông với sảnh được thiết kế theo phong cách nhấn gỗ, giản lược hoa văn, tôn nâu ấm kết hợp trắng giúp không gian nhẹ nhàng, sang trọng nhưng vô cùng tinh tế. Đồ nội thất được lựa chọn có đường nét mềm mại, hoa văn đục chạm tinh tế điểm vàng, bọc da bò ý kết hợp hoa văn nu, veneer tạo điểm nhấn đồng thời làm tăng giá trị thẩm mỹ cho không gian. Phòng ngủ master. Phòng ngủ master được thiết kế theo phong cách nhà gỗ, tông màu được sử dụng là trắng sáng kết hợp nâu ấm cùng với yếu tố ánh sáng tự nhiên mang lại sự ấm cúng, sang trọng và tinh tế. Đồ nội thất được lựa chọn có đường nét mềm mại, hoa văn đục chạm kênh bong và tinh tế. Ngoài các chi tiết đồ rời thì không gian được các kiến trúc sư thiết kế khá nhiều hệ tủ liền tường phục vụ cho nhu cầu của chủ nhân không gian này. Ngoài ra phòng ngủ master còn được chia thành các khu chức năng như phòng ngủ, phòng thay đồ và phòng vệ sinh, mang đến sự tiện nghi, sang trọng.
Phòng ngủ con. Phòng ngủ được thiết kế theo phong cách hiện đại, được thiết kế nhẹ nhàng với các vật liệu cao cấp và sử dụng chi tiết nẹp đồng mang lại không gian sang trọng và phóng khoáng. Tông màu sử dụng là trắng sáng điểm vàng nâu và xanh từ vật liệu, đồ nội thất giúp không gian không bị đơn điệu, hài hòa và sang trọng. Sảnh tầng 3. Sảnh tầng 3 được kết hợp sảnh và phòng gym được thiết kế theo phong cách trắng sáng, nhẹ nhàng, hoa văn được điểm sát vàng. Các không gian được thông với nhau qua hệ vòm ướp lệ mềm mại và uyển chuyển mang đến sự sang trọng và tinh tế. Tông màu trắng sáng kết hợp yếu tố ánh sáng tạo nên sự sang trọng, lộng lẫy và cân bằng thị giác. Ngoài các thiết bị luyện tập sức khỏe, các kiến trúc sư đã sắp xếp bộ sofa tại sảnh với hình dáng mềm mại. Các chi tiết hoa văn được đục chạm tinh tế giúp quá trình tập luyện trở nên thoải mái và tiện nghi hơn. Phòng thư viện. Phòng thư viện có chức năng lưu giữ và ngồi học tập, nghiên cứu. Vì vậy thiết kế được lựa chọn là phong cách nhấn gỗ, lược bỏ tối đa hoa văn kết hợp với tông màu trắng sáng điểm nâu ấm để tạo một không gian thoải mái và thư giãn. Đồ nội thất ngoài các hệ tủ liền tường được thiết kế theo số đo nhân tác học, kết hợp với bộ bàn được lựa chọn có đường nét mềm mại, điểm một vài hoa văn đục chạm tạo sự thoải mái và tiện nghi khi hoạt động ở không gian này. Phòng thờ. Phòng thờ được thiết kế theo phong cách ốp gỗ quý tộc và đáp ứng yếu tố phong thủy theo tuổi của gia chủ. Tông màu chủ đạo là nâu ấm điểm sáng mang lại sự ấm cúng và trang nghiêm. Khác so với các không gian trên, đồ nội thất phòng thờ được lựa chọn mang văn hóa Việt, truyền thống kết hợp các đồ đeco tâm linh tạo nên một không gian có sự sang trọng, gần gũi và trang nghiêm. Phòng thờ chia làm hai khu chức năng, khu thờ và khu tiếp khách, giúp quá trình thờ cúng được thuận tiện và chu đáo. Tầng tung. Tầng tung được thiết kế trắng sáng với các chi tiết cột, hoa văn hướng tâm với các chi tiết hoa văn được dát vàng vô cùng sang trọng và lộng lẫy. Tông màu trắng sáng kết hợp với các bức tranh Thiên Chúa và yếu tố ánh sáng mang lại không gian lộng lẫy và tinh tế. Hầm rượu. Hầm rượu được thiết kế theo phong cách ốp gỗ quý tộc, với các hệ tủ liền tường được thiết kế phù hợp với đa dạng chủng loại với số đo nhân chắc học được nghiên cứu kỹ lưỡng. Ngoài vật liệu gỗ, các kiến trúc sư còn sử dụng thêm các vật liệu như kính hoa đồng, nu, veneer, đá, tấm picomat, kết hợp hệ thống ánh sáng, hệ thống thông gió và hệ thống điều hòa không khí, luôn đảm bảo các yếu tố tiêu chuẩn về độ ẩm, ánh sáng và nhiệt độ bảo quản rượu luôn được tốt nhất. Phòng karaoke. Phòng karaoke được thiết kế ốp gỗ quý tộc, nhưng với đặc thù của phòng của karaoke các ô huỳnh được thiết kế với hệ thống cách âm, đèn vô cực, hệ thống ánh sáng và âm thanh đảm bảo không gian có sự sang trọng, náo nhiệt và riêng tư. Màu sắc của phòng karaoke không cố định mà sẽ chuyển động theo nền nhạc, hệ thống đèn mang lại sự sống động và ấn tượng. Đối với đồ nội thất được lựa chọn với hệ sofa dài đơn giản bọc da, bàn xuyên sáng kết hợp kính, vừa dễ dàng vệ sinh vừa thoải mái khi sử dụng, nhưng vô cùng sang trọng. Trên đây là bản thiết kế không gian nội thất tân cổ điển cho biệt thự tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ thể hiện vẻ đẹp sang trọng và bề thế mà sản phẩm còn mang đầy đủ tính công năng, tiện ích, phong thủy cho từng thành viên trong gia đình.
hãy theo dõi kênh Nội thất Châu Âu Panama để xem chúng tôi thi công dự án này như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại!